Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với video trên kênh Cửa hàng kia đồ cũ. Tôi mẫu đồng hồ đầu tiên giới thiệu các bác ngày hôm nay, chiếc Technos của Thụy Sĩ này, với phần mặt màu xanh rất là độc đáo, mặt số chảy tia có cài đá trắng này. Và chiếc Technos này thì nó có một ô cửa lịch nằm ở góc 3 giờ. Form dáng siêu độc đáo luôn. Thân vỏ dày dặn, bằng thép không gì tán thân này. Size của chiếc Technos này là size 33. Size ngang 33 và size dọc của nó là size 42. Núm zin logo. Núm là trong tình trạng hoạt động tốt. Phần núm có hai lớp chỉnh này. Lớp đầu tiên là lớp chỉnh lịch và lớp thứ hai là lớp chỉnh kim nhé. Dây khóa nguyên bản của Technos Thụy Sĩ. Rồi, và đây là bộ máy trong của chiếc đồng hồ này. Đã có thể thấy bộ máy nguyên bản của Technos này, có in tên thương hiệu và logo của hãng. Máy cơ tự động, sản xuất tại Thụy Sĩ, 25 chân kính. Đó, bộ máy đã được lau dầu và hoạt động ổn định rồi. Đeo thử lên tay các bác xem nhé. Rất là chất luôn này. Bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này thì nhanh tay chốt đơn cho em qua số điện thoại Zalo trên ngoài màn hình nhé. 0936 này, 050 424. Mã sản phẩm B40, giá 2.300.000. Mã B40 này, giá 2.300.000 nhé. Em qua mẫu tiếp theo, một chiếc Seiko 5 chặt góc với phần mặt màu xám siêu độc đáo này. Phần mặt gồm các cọc số và kim được mạ vàng. Logo của hãng đồng hồ Seiko 5 rất là nổi bật luôn. Và nó có một ô cửa lịch nằm ở góc 3 giờ này. Thân vỏ bọc thép không gì toàn thân. Mặt đáy có in tên thương hiệu Seiko. Dây khóa nguyên bản của Seiko 5. Đó, đây thử lên tay cho bác xem nhé. Mặt kính cực kỳ là sáng bóng và đẹp luôn. Size ngang của chiếc Seiko này là size 33. Size dọc của nó size 39 này. Form rất là dễ đeo luôn. Các bác nào có cổ tay to đều đeo được nhé. Phần núm nằm ở góc 4 giờ. Đó, và nó sửa cái bộ lịch bơm. Nó còn đang hoạt động cực kỳ là tốt. Phần núm này thì nó có hai nấc chỉnh này. Đó, nấc chỉnh, nấc thứ nhất là nấc chỉnh lịch ngày. Và nấc thứ hai là nấc chỉnh kim nhé. Phần núm của chỗ này còn đang hoạt động rất là tốt. Và chiếc Seiko 5 này thì nó sở hữu cái bộ máy cơ tự động. Máy nguyên bản của Seiko Nhật Bản. Bộ máy 7009A. Bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này thì nhanh tay chốt đơn cho em với mã sản phẩm D15, giá 1.480.000 nhé. Em xin lỗi là mã D13, mã D13 nhé, giá 1.480.000. Rồi, một mẫu đồng hồ sưu tầm cho các bác này, đồng Seiko 5 với phần mặt vuông TV rất là độc đáo. Phần mặt nền màu đen và bật trên đấy là các kim và cọc số được mạ vàng. với một bộ cửa lịch nằm góc 3 giờ này. Thân vỏ bọc thép không rỉ toàn thân, mặt đáy in tên thương hiệu Seiko. Đó, một trong những cái mẫu đồng hồ sưu tầm cổ của đồng Seiko rất là chất luôn. Size ngang của chiếc Seiko 5 này là size 35 và size dọc của nó là 39 này. Rất là độc và lạ luôn với mẫu đồng hồ Seiko 5 này. Núm nằm góc 4 giờ và nó sở hữu cái bộ lịch bơm vẫn còn đang hoạt động rất là tốt. Phần núm còn đang trong tình trạng hoạt động tốt này, với hai nấc chỉnh, một nấc chỉnh lịch ngày và một nấc chỉnh kim nhé. Đó, rồi và đây là bộ máy trong của chiếc đồng hồ Seiko 5 này. Đây các bác có thể thấy bộ máy cơ tự động với 17 chân kính này, máy có khắc tên thương hiệu Seiko, bộ máy 7009A, máy nguyên bản của Seiko 5. Rồi và bác nào chưa có em đồng hồ Seiko 5 này trong bộ sưu tập của mình thì các bác nhanh tay chốt đơn cho em nhé. Mã sản phẩm HP36, giá cực tốt cho các bác 800.000. Mã HP36 này, giá chỉ có 800.000 thôi. Đấy. Em qua mẫu đồng hồ tiếp theo, một chiếc Carven. Carven một trong những thương hiệu đồng hồ của Thụy Sĩ. Và chiếc đồng hồ này thì với cái phần mặt vuông cạnh bầu rất là độc đáo. Phần mặt số bên trong là mặt tròn này, với phần cọc số nổi, kết hợp với 3 kim và một ô cửa lịch nằm ở góc 3 giờ. Thân vỏ của chiếc Carven này được bọc thép không rỉ toàn thân. Đó, núm zin phần mặt đáy. Đeo thử lên tay cho bác nhìn rõ hơn cái phần mặt của nó nhé. Siêu chất luôn. Size 34 này. Size ngang 34 và size dọc là 38. Một trong những cái thiết kế trông rất là cổ điển, hoài cổ đấy. Rồi và đây là bộ máy trong của chiếc Carven này. Các bác có thể thấy được cái bộ máy cơ tự động. Trên phần búa liềng này có khắc tên thương hiệu Carven này, sản xuất tại Thụy Sĩ với 17 chân kính. Máy chính hãng nguyên bản luôn nhé. Và bộ máy này thì cũng đã được lau dầu và hoạt động ổn định rồi. Test thử cái phần núm cho bác xem nhé. Núm đang trong tình trạng hoạt động tốt. Đó, kính rất là sáng và đẹp. Bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này thì chốt đơn cho em với mã sản phẩm HP28 này, giá 1.900.000 nhé. Mã HP28 giá chỉ có 1.900.000. Em qua mẫu tiếp theo, một mẫu đồng hồ của Thụy Sĩ cổ xưa, dòng Donnellwitz với phần mặt số trái tia có cài đá đen này, kim cọc mạ vàng và nó có một ô cửa lịch nằm ở góc 3 giờ. Trên đây là logo của hãng đồng hồ Donnellwitz này. Thân vỏ bọc vàng. Form dáng vuông cạnh bầu rất là độc đáo. siêu dày dặn luôn các bác nhé. Mặt đáy inox. Đeo thử lên tay cho bác xem này. Size 36. Size 36 không tính núm này. Phần núm còn đang trong tình trạng hoạt động tốt. Nấc thứ nhất là nấc chỉnh lịch và nấc thứ hai là nấc chỉnh kim nhé. Đó. Rồi, và đây là bộ máy trong của chiếc đồng hồ này. Các bác có thể thấy bộ máy nguyên bản của Donnellwitz với 25 chân kính. Đó, một bộ máy lên đến 25 chân kính, máy cơ tự động và nó có thêm hỗ trợ cả cơ lên dây nhé. Được sản xuất tại Thụy Sĩ, máy nguyên bản chính hãng luôn. Rồi, các bác chốt đơn cho em với mẫu đồng hồ Donnellwitz của Thụy Sĩ này. Mã sản phẩm mã D26 này, giá 1 triệu nhé. Mã D26 giá 1 triệu. Tiếp đến một mẫu đồng hồ sưu tầm cho các bác, rất là hay luôn, Nobera của Nga. Chiếc Nobera này thì với cái phần mặt bên trong là mặt màu xanh dương, phần mặt bên ngoài thì là mặt màu đen này, với các cọc số, cọc trò. Và nổi bật của chiếc này thì nó có 2 kim rưỡi này, 2 kim rưỡi các bác nhé. Thân vỏ bọc thép không rỉ toàn thân, rất là đẹp luôn. Test thử cho bác xem cái phần núm này. Núm còn đang trong tình trạng hoạt động tốt. Mặt đáy inox. Rất là chất luôn với mẫu đồng hồ Nobera của Liên Xô này. Size ngang 34 và size dọc của nó là size 42. Size ngang 34 và size dọc lên đến 42 nhé. Bác nào mà yêu thích cái sự khỏe khoắn này, nam tính thì bác chốt ngay cho em đơn này nhé. Một trong những mẫu đồng hồ cổ xưa của Nga. Và chiếc Nobera này thì nó sử dụng cái bộ máy cơ liên dây. Một trong những cái mẫu đồng hồ rất là đáng để cho các bác sưu tầm. Bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này chốt đơn cho em. Mã P30, giá chỉ có 700.000 thôi. Giá siêu tốt cho các bác nhé. HP30 giá 700.000 này. Em qua mẫu tiếp theo, một chiếc Hamilton của Thụy Sĩ. Đó, Hamilton này thì với cái phần mặt số thiết kế cũng rất là độc đáo này, kim dạ quang. Và chiếc này thì nó có 2 kim rưỡi nhé, 2 kim rưỡi. Form dáng mỏng gọn. Mặt đáy này có khắc tên thương hiệu Hamilton, rất là sáng luôn các bạn này, gần như là có thể soi gương được luôn đấy. Size của nó là size 33. Size 33 không tính núm này. Mặt jean Thụy Sĩ, còn trên dưới này có khắc chữ Swiss này. Đó. Test thử cho bác xem cái phần núm nhé. Núm hoạt động tốt luôn. Và chiếc Hamilton này thì nó sở hữu cái bộ máy cơ lên dây. Đó, máy đã được lau dầu và hoạt động ổn định rồi. Bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này thì nhanh tay chốt đơn cho em nhé. Mã sản phẩm B34, giá chỉ có 1.950.000 thôi. Đó, chỉ với 1.950.000 các bác đã có thể sở hữu được một mẫu đồng hồ của Thụy Sĩ nguyên bản chính hãng, một cái thương hiệu rất là lớn như thế này. Chốt đơn cho em nhé, mã B34, giá 1.950.000. Em qua mẫu tiếp theo, một chiếc Elgin của Thụy Sĩ. Đó, chiếc Elgin này thì với cái phần là mặt số chày tia, điểm nhấn vào hai góc 6 và 12 giờ này. Kim gió màu đỏ cực kỳ là nổi bật trên cái phần mặt nền màu trắng này. Thân vỏ bọc thép không rỉ toàn thân. Phần núm còn đang trong tình trạng hoạt động tốt này. Đó. Bây giờ em sẽ mở cái bộ máy bên trong cho bác xem nhé. Rồi, và đây là bộ máy trong của chiếc Elgin này. Các bác có thể thấy bộ máy cơ lên dây. Nó được trên kính của nó là 17 jewel này. Máy nguyên bản của Thụy Sĩ nhé, đã được lau dầu và hoạt động ổn định rồi. Rồi, và bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này thì nhanh tay chốt đơn cho em. Mã P11, giá chỉ còn 1.400.000 thôi. Mã P11, giá 1.400.000 nhé. Em qua mẫu tiếp theo, một chiếc Elgin. Đây là một mẫu Elgin được sản xuất tại Nhật Bản. Đó, với phần mặt siêu đẹp luôn các bác nhé. Cọc số chảy tia. Và cuối cái phần cọc số này nếu được đính thêm cái phần dạng quang này, rất là tiện luôn cho các bác trong quá trình sử dụng khi mà trời tối. Kim cọc mạ vàng. Và nó có thêm hai ô clip, một ô nằm góc 3 giờ và một ô lịch thượng ở góc 12 giờ này. Đó, mặt kính có thêm cái phần kính lồi cho các bác có thể dễ dàng hơn trong cái việc nhìn cái phần ngày ở bên trong. Phần viền ngoài là viền băm rất là đẹp. Thân vỏ bọc vàng. Đáy inox. Núm này có hai nấc chỉnh này. Đó, nấc chỉnh lịch. Các bác chỉnh lịch ngày, các bác sẽ quay xoay xuống dưới như thế này nhé. Và để lịch chỉnh lịch thứ thì các bác sẽ xoay lên trên. Đó, rất là tiện luôn cho các bác trong quá trình sử dụng. Nấc thứ hai kéo ra bên ngoài thì sẽ là nấc chỉnh kim. Đó, phần núm này thì cũng đang hoạt động rất là tốt luôn. Đáy inox. Đeo thử lên tay cho bác xem này. Mặt rất là đẹp luôn với cái bộ đồng hồ Elgin này nhé. Size 35. Size 35 không tính núm. Và chiếc Elgin này thì nó chạy máy cơ pin nhé. Chạy máy cơ pin. Bác nào yêu thích mẫu đồng hồ Elgin này thì nhanh tay chốt đơn cho em. Mã C3, giá chỉ có 1.080.000 thôi. Mã C3, giá 1.080.000 nhé. Và mẫu đồng hồ Elgin này cũng đã kết thúc cái video của em hôm nay ở đây rồi. Các bác đặt mua hàng bên em thì chốt đơn cho em qua số điện thoại Zalo ở trên ngoài màn hình 0936 050 424. Và đừng quên ấn đăng ký kênh này, kích vào biểu tượng quả chuông ở góc bên phải màn hình để cập nhật những cái mẫu đồng hồ mới nhất từ cửa hàng nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo.